À, bây giờ tối mình đi làm thôi. Ê, màu này đẹp hả? Ê, trời ơi, mới son mới được tôi cho má. Làm gì cũng được. Sao không được hả? Mới nền cho má. Dây, mua nhẽn mua tôm. Mua nhuyễn, mua tôm, thôi không mua tôm đi. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Đầy má ơi, đang son ăn. Đó, giờ này cuối giờ VV sẽ đánh son nha. Đứng cột số mấy nha VV? Số 13. Cột số 13. Ôi cái cột đó cột tử ấy. Cột số 15. Ở đứng số lẻ, số chẵn thì cột số 14. Ủa ví dụ đứng cột đó sao á, sao hút hàng được dân, được dân đứng cột số 6 rồi mà đứng cái hộp cột số 13. Ở giờ Giang Hơn kìa, quay cảnh Giang Hơn đi cất khách kệ đi, kệ đi trước bây giờ kìa. Ôi không có người bút liền, vừa nói cái là có người bút liền, bên đây vừa đánh son là bên kia đi liền. Mày đứng cột mười mấy giờ đây nó hốt, nói đi, đây ta hốt khắp hết rồi mà. Nè, bây giờ một cái ớt dễ hơn không mọi người? Đó. Tức là baby xinh xắn đáng. Đó, baby nay cặp cành hút bét nha cả nhà. Đó, baby hút bét cho mọi người nha, nghe coi baby hút nè, cho hút thử miếng nha chết. Baby bước vào đời nha. Nó hồi quá à. Cái này là phép cho mọi người, phép cho mọi người. Cái này với lại chứa giá trị là chỉ có 1.000 đồng một cái thôi. Ai bán, ai bán? Là nhiêu vậy chứ? 200 mấy nha mọi người nha. Hút rất là thơm, tùy cây nha mọi người nha. Mấy chục cũng có, mấy trăm cũng có. Mấy chục là đồ dởm. Cái cây này là bao. Có sạc luôn nè. Có sạc luôn nha mọi người nha. Mà cây này đẹp ha. Của Gia Hưng sao cái mặt của Gia Hưng kỹ gì? Hai cái lỗ tai. Em phải thấm bao nhiêu để nén bao nhiêu đau, để miếng môi anh được nếp anh lời chị em tay. Rồi hay không, hay không, được không, được không? Được, được. Mọi được. Người ơi, mọi người nhớ bật lên kênh của Lâm Avan coi clip Sơn Khai Lai và VV bây giờ. Lâm Avan nha mọi người nha. Không quên, tại vì Lâm với Toàn là bạn thân cho nên mình bị ai bên kênh Toàn không có sao. Hiểu không Toàn, đúng không Toàn? Ok, mình nhỏ dám nói sao. Ồ, bữa nay sơn nước bóng nha, xét gì kìa. Trời ơi, được, bóng chân VV xấu lắm. Ở trời mai muốn bị lặng tay nha. Ờ, hôm nay VV đang ngồi gái lỗ tai, Y Gia Hưng đang ngồi gái lỗ tai chờ đơm. Ba YouTube này có VV Gia Hưng. Ờ, đúng rồi. Chỉ máy qua đây Gia Hưng, chỉ máy qua đây VV. Chán cuộc đời, dễ sợ luôn anh ơi. Rồi bây giờ hello mọi người nha. Thì bây giờ như thường lệ đã là 12:30 rồi. 12:30 là tức là 00:30 nha. Bây giờ bắt đầu là của Nga tháng 8 nha mọi người. Tháng bước 8 qua đầu tháng rồi. Bước qua đầu tháng, Gia Hưng xin chúc mọi người coi kênh của anh Lâm. Gia Hưng xin chúc mọi người coi kênh của anh Toàn Vlog mà được nhiều niềm vui trong tháng mới nha mọi người, và luôn luôn lúc nào cũng thành công trong mọi việc. Và như thường lệ á, là lời nói đầu tiên thì hai tụi em cũng ngồi như cái chỗ quán cũ nha mọi người. Cái địa chỉ ở đây là địa chỉ số mấy em cũng 447 477 Phan Nhân Chiểu 445 nha. Thì như thường lệ là tụi em bán xong cho tôi Phương là tụi em lúc nào cũng tụ về đây ngồi chơi hết. Tại vì bây giờ mọi người thấy không, cũng đã quá tuổi rồi. Cái tuổi này đâu có biết đi đâu. Cái tuổi này gọi là tuổi gì? Tuổi xế chiều quá. Quá tuổi là kiểu như là, ý là tôi nói là dạng giống như bây giờ tụi mình cũng hàng 30 trở lên rồi. Cái gì vậy? Trời ơi chán. Tao mới có 19 tuổi à. Rồi thôi được rồi, tôi cho bà 19 mà cộng thêm 12 nữa, quý vị cho toán thử coi bao nhiêu. Anh Toàn 19 với 12 là bao nhiêu anh? 31. Không, 31 tao đâu có tao 33 mà. 33 gì, tôi cho bà trẻ 2 tuổi. Đó. 31 đi. Mày bạc mày lớn hơn tao, tuổi mày 34 luôn. Tôi Dung hả? Cô bán coca lớn rồi. Không coca em. Có coca nhỏ, mua miếng coca nhỏ. Coca lớn giờ chỉ là vô 24 giờ. 24 giờ nè, mini shop nè. Chính nè. Ê, ở. Đâu giờ này khuya vậy? Có trả lời má, người ta nói muốn chơi có. Có, nghe có. Chơi. Nghe một từ mà không biết từ gì. Trả lời mà hơi đơ nha. Tại vì người ta nhiều khi người ta mắc cỡ. Đúng rồi, người ta giống như đây ngại mắc cỡ, nhưng mà người ta có trả lời là được rồi. À mọi người ơi, mọi người biết tin gì chưa? Còn đúng 14 ngày nữa là hôm nay mùng 1 ở dưới đúng không? Mùng 1 ở dưới tháng 8 hả? Đó là mùng 1. Mùng 1 còn đúng 14 ngày nữa sẽ là Tết Trung Thu, còn gọi là Tết Đoàn Viên. Mọi Tết người... Trung Thu người ta thường có cái bài gì VV ca cho mọi người nghe được không? Tết Trung Thu em rước đèn đi tu, em rước đèn đi khắp phố phường, gặp ông sao phơi đèn ca chép, ta hãy mua hát buồn đời mà ca cái bài gì là không biết ha, không có tuổi tuổi thơ Trung Thu đó. Làm đợi nè, Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi đó, rồi bắt đầu vô VV. Em đốt đèn đi khắp
không? Cái giọng giả mà sập tiền vậy trời. Nó chơi vì không có hát thì không có thuộc nhạc trung thu. Ngày xưa Vivi có hay chơi lồng đèn đúng không? Đúng rồi, chơi lồng đèn non kéo kéo quá. Nghe nói bây giờ Vivi vẫn còn thích chơi lồng đèn nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đó vì ai có thể xem cái clip này, nếu mà yêu mến Vivi hãy gửi cho Vivi những cái lồng đèn địa chỉ, xinh xắn, địa chỉ dễ thương. Địa chỉ số nhà của Vivi là 573-1-528-9-1 đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 nha mọi người. Đó, còn số điện thoại của Vivi đó là 0790-56-131 nha mọi người. Có quỷ đâu mà. Ơi, có nào đọc đúng số đó, có người xài quá, quay quay mạng ra gọi người đó. Thôi bắt máy lên, tao không biết Vivi thôi mà, em người ta cũng biết em nó khùng nó đi nha anh ơi. Ái không đâu mà bắt lên gọi. Có nha, hồi kỳ cái số điện thoại tôi để bán online nhận phụ nó gọi 4 giờ sáng nó gọi, hỏi bán trăm lụng trộn má. Tại cái đó má bán cái viên chiên thì người ta gọi, đúng rồi. Giờ này số này người ta cũng biết rồi. Rồi Vivi có lời gì chúc với khán giả của anh Toàn Vlog không? À em chúc trên tất cả các kênh của điệu quá má ơi, cứng lên. Em chúc tất cả trên các kênh Lâm Avan và Toàn Vlog và kênh Anh Hưng LGBT và kênh Đêm Trăng Sáng cho mọi người nha. Với một lời chúc thật là ý nghĩa và lời vô tươi cho mọi người nha. Đó là một mùa trung thu thật điều xuống đủ xuống được không? Đó là một mùa trung thu thật ấm áp. Và ấm áp thật là tràn đầy đoàn viên Tết gia đình, còn gọi là Tết gia đình nha mọi người nha. Và mọi người hãy bật lên kênh YouTube với bộ phim là Gia Hảo Quyệt Viên nha mọi người nha. Có chung cái dánh đóng với trong đó nha mọi người nha. Cái bộ phim đó gọi là có sao bị hấp diêm cái chết. Ai vậy? Là không đón coi bộ phim đó rồi. Hấp diêm là gì con? Bị hấp diêm á mọi người. Cũng sao cái phim đó là chị Tiên Dơ Hân lấy anh Lâm Phong đàng hoàng nha mọi người. Lâm Phong hả? Lâm Phong. Lâm Phong biết quay là cái gì không? Lâm Phong Cung. Thì Lâm Phong đang ngồi trước mặt mình kìa. Wow, ủ to là. Ủa cũng đẹp, cái mặt cũng hao hao Lâm Phong chứ bộ. Lâm Phong mà. Mà người ta là Lâm Phong còn trẻ, cái này Lâm Phong của thập niên 70 năm rồi. Mà làm một cái mũi này bự quá à, ghê. Má, cái Lâm phiên bản phong. Phiên bản 2022 mà. Phiên bản mà xu quá trời. Phiên bản là phải đẹp hơn bản gốc mới được, hiểu không? Phiên nói chung bây giờ phải phiên bản lỗi mới có tạo ra cái điểm nhấn. Không mà có cái cảnh mà Chung Gia Hưng Lâm Phong trong tổng hùng á chị. Làm đi, làm giống vậy đi. Ủa nay có chạy xe Gia Hưng? Nãy giờ được mấy đơn rồi. Trời ơi, mới mở lên chưa có đơn gì. Đó nè, cái máy giờ lên đến tối nó mới đơn đâu mọi người. Trời ơi, quá trời. Chạy không đơn mà mày phải ngồi đây chơi với tao. Nhưng mà tao đi về rồi mày mới có hả? Sao mỗi lần mà anh mở lên là cái nghe cái lời chua chát của Vivi là muốn tắt đơn nhưng mà không sao. Nhiều khi Vivi nó chù từ đây chạy tới sáng được 50. Sáng anh có chạy á, anh chạy được 50 mấy ngàn một cuốc xong. Trời ơi, xét quá má ơi. Rồi nó nổ sao á. Mở 50 mấy ngàn một cuốc. Ủa mà rồi. Bây giờ em mà bỏ ra 3 cuốc em cho trôi là nó khóa áp một ngày á. Đúng rồi. 3 cuốc đó là. Vậy là hồi sáng này tổng cộng anh chạy là bao nhiêu tiền? Được có 50 mấy ngàn. Trời ơi, xét quá vậy. Được 50 mấy nào đó. Giờ ngồi là... giờ nó ngồi tới 4 sáng có đơn nào luôn mọi người. À đó, thật sự là Vivi có chạy app được một lần rồi, Vivi chạy bên hãng AMU mọi người. Vivi chạy được có 2 ngày Vivi nghỉ rồi, tại vì không biết nhìn map. Không biết nhìn thiệt, cái lại đóng tiền 3G 15 ngàn. Ủa có thông tin bây giờ coi, ở đó tao cũng đâu có biết coi bây giờ, biết coi nè. Vivi không biết coi Google Map thiệt. Còn 500m nữa chúng ta quẹo bên tay trái, quẹo bên tay trái rồi đi thẳng xuống mương luôn. Đó, bữa chị Google Map chỉ vô trong cái hẻm đó bị chó dí mẹ luôn. Quẹo trái, quẹo phải. Nói chung là Gia Hưng có chở Vivi đi lấy đơn, giao đơn rồi. Nói chung cũng vui lắm à. Nói chung là mình đi giao được nhiêu hay nhiêu gì đó. Mà Gia Hưng nó chạy văn nghệ thôi cũng vui vẻ. Kìa có đơn kìa à, trời ơi. Thấy không, Vivi chù rất là linh nha mọi người nha. Vivi chù rất là linh nha, là có đơn nha. Đánh quỷ đơn tới nơi giờ. Miệng má quá trời. Ông ngồi đi chơi đi, bắt đầu đi giao đơn chứ vậy. Thôi thì bây giờ cái vụ mà ngồi đây cũng giao đơn rồi. Giao ở lấy ở bên Hưng Phú quận 8 nè. Giao ra chỗ sai gì ờ tại bắt 2 km. Ủa Đào Duy Từ hả? Trời ơi đó nhiều nha. Đào Duy Từ nhiều với ông nội. Nhiều với ông nội nhiều cái đây ta giao đàng hoàng. Tiền ship hả? Tiền ship được 20 mấy nghìn. Yeah. 21-26. Yeah. 21 nghìn. Đó giờ Gia Hưng cũng đang coi đơn để Gia Hưng lấy đi giao. Từ đây qua bên Hưng Phú ít nhất là cũng cỡ 3 cây cái 4 cây. Đây cái đường. Thôi nói chung là bây giờ mọi người em xin kết thúc clip ở đây.
Và em chúc cho mọi người coi clip của anh Toàn Vlog được đầu tháng 8 rất là vui vẻ nha. Và đón một tháng Trung Thu tràn đầy hạnh phúc và niềm vui bên gia đình. Và em chúc các em nhỏ của chị đó đón Trung Thu bên gia đình thật là vui nha các em. Và em nào có lồng đèn, tết Trung Thu mình xách lồng đèn. Người ta có câu là tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi. Còn chị cũng muốn đốt đèn đi chơi với người chị yêu lắm. Nhưng mà người chị yêu thì tối ngày cứ lo bận quay này quay kia cho nên không để ý tới chị. Nhưng mà anh đã hứa với chị rồi là anh sẽ dành một thời gian nho nhỏ đó, vào dịp cuối năm để cho chị với ảnh nha mọi người. Thì nói chung là anh Toàn Vlog á, ảnh ngại lắm, ảnh không có muốn phô trương cái tình cảm của ảnh dành cho em. Nhưng mà người ta cũng đủ hiểu là ảnh thích em cỡ nào rồi. Đó, nói chung là... Cái gì vậy? Mắc ngạn. Nói chung là cái chuyện tình của em với ảnh là giống như là đi về cái trạng thái mà mọi người có coi hồ sơ tuyệt mật không? Hồ sơ tuyệt mật đó. Hồ sơ tuyệt mật có giống như là chuyện từ hư cấu nha mọi người. Nói chung anh ghẹo anh Toàn vậy thôi. Nói chung em cũng chúc cho anh Toàn càng... Mà Gia Hưng có người yêu chưa? Dù Gia Hưng phải nói là có một người nào. Em đã nói rồi, em đang thích người này làm YouTube. Ủa vậy? Mà tại vì người ta không đáp lại tình cảm của em thôi. Cho nên thì bây giờ cuộc sống mà tới đâu hay tới đó thôi. Đặt tình cảm cũng mệt lắm. Mình thích người ta mà giờ người ta không thích mình nhắn nhim cũng mệt lắm, thôi kệ đi, đừng có đặt nặng tình cảm đó nha. Rồi. Em xin chúc anh Toàn càng ngày càng phát triển cái kênh anh nha. Rồi, cảm ơn bye bye em nha. Bye bye.